thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 ngày mùng 2 tháng 6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kết về thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia thảo luận Sáng ngày mùng 2 tháng 6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022 và tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đề cập đến nguy cơ về lạm phát có thể tăng cao. Trong đó, năm 2022, mặc dù nền kinh tế có sự phục hồi, song còn đối mặt với nhiều thách thức. Do tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, việc triển khai một số chính sách theo nghị quyết 43-2022 còn chậm. Điều này làm giảm hiệu quả của chương trình ảnh hưởng đến mục tiêu hỗ trợ 2% cho tăng trưởng GDP năm 2022. Cùng với đó, áp lực về lạm phát có nguy cơ tăng cao, tác động lớn đến sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân. Bởi hiện nay, thế giới đối mặt với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, xung đột địa chính trị làm cho giá dầu và giá lương thực tăng cao, đẩy nguy cơ lạm phát có thể gia tăng. Bên cạnh việc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 43 một cách có hiệu quả, tôi kiến nghị chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau. Thứ nhất, đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đa dạng hóa thị trường, nhất là thị trường nguyên vật liệu, ưu tiên việc phát triển sử dụng nguồn vật liệu trong nước để giảm thiểu tác động bởi xung đột trên thế giới và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là tôi đề nghị là chính phủ chỉ đạo theo dõi sát biến động giá các loại vật liệu xây dựng kịp thời có giải pháp hỗ trợ các nhà thầu thi không khắc phục các khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao, chỉ đạo các bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều hành điều tiết bình ổn giá các mặt hàng do nhà nước quản lý như là điện, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo, giáo dục thì trong đó có giá sách giáo khoa. Ba là đối với những mặt hàng chiến lược như xăng dầu thì tôi đề nghị chính phủ nghiên cứu mở rộng, nâng cao năng lực hệ thống kho dự trữ xăng dầu để đáp ứng chủ động và dài hạn nhu cầu của nền kinh tế. Dự báo sát tình hình để kịp thời điều hành giá một cách hợp lý. Thứ tư đề nghị thúc đẩy nhanh chuyển đổi số của các cơ quan quản lý khu vực doanh nghiệp có các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế. Thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Trong phiên làm việc buổi chiều mùng 2 tháng 6, Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã tham gia thêm một số nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực sự nghiệp công. Trong đó có đề cập đến vấn đề quy hoạch sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, áp dụng cơ chế đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo nghị định số 32 của Chính phủ về giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm Dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nghị định số 60 năm 2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập cũng như vấn đề hoàn thiện thể chế về liên doanh liên kết trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó đại biểu Nguyễn Quốc Luận cũng nêu những khó khăn vướng mắc bất cập cần được tháo gỡ tránh những sai phạm. Liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Tôi đề nghị Cần sớm tổng kết đánh giá đánh kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công trong thời gian qua, nghiên cứu, giả soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tiêu chí phân loại và điều kiện thành lập, sát nhập, hợp nhất giải thể các đơn vị sự nghiệp công theo từng ngành, lĩnh vực để các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện. ở Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo giả soát tổng thể, quy hoạch và sắp xếp hợp lý quy mô mạng lưới các cơ sở giáo dục qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí cho ngân sách nhà nước. Thứ hai là về cơ chế đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành sớm ra soát, xây dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, khung giá và các loại giá dịch vụ và sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục làm cơ sở cho các địa phương thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ vào đảm công khai minh bạch hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Thứ ba là hoàn thiện thể chế liên doanh liên kết ở trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. Tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành sớm ra soát, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế liên về liên doanh liên kết trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập nhất là lĩnh vực y tế giáo dục để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện góp phần nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng dịch vụ tránh lãng phí cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp sai phạm có thể xảy ra như thời gian vừa qua sau hai ngày làm việc tích cực khẩn trương hiệu quả, các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra. Quốc hội đề nghị chính phủ nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu quốc hội và những nội dung đề cập trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Trong đó yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 43 và các nghị quyết về kế hoạch 5 năm của Quốc hội đồng thời có các giải pháp tích cực hiệu quả hơn nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi nghị quyết, khẩn trương nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.